Tiếp tục với bài 7.21. Thời gian chờ xem mua vé cái quả bóng đá của ứng viên như sau. Vâng. Lập bảng tần số tương đối kép nhóm. Từ 0 đến 5 phút là có 15 cổ động viên phải chờ. Có những cổ động viên chờ tới 10 phút, 15 phút, 20 phút, 25 phút và thậm chí là chờ đến 30 phút thì mới mua được một cái vé. Chuyện này là bình thường. Vâng. Vì đúng lắm. Nhiệm vụ của chúng ta là lập bảng tần số tương đối. Tương đối tức là phần trăm. Tương đối là phần trăm. Thì bây giờ tổng là bao nhiêu? Tổng là có bao nhiêu người? Cộng tất là mười lăm ba tám 50 27 20 10 hết rồi. Một trăm sáu mươi. Một trăm sáu mươi. Một trăm sáu mươi này. Rồi sao nữa? Bây giờ chuyển về phần trăm. Thì cái số cổ động viên từ 0 đến 5 á, tôi làm một cái mẫu là ví dụ như là số cổ động viên viết tắt này phải chờ từ 0 cho đến 5 phút thì bằng 15 chia cho 160 nhân với 100 thì nó chiếm vào khoảng xem bóng đá mà 160 thì tính gì, 160.000 thì tính nó ghê chứ cần 15 phần 160 nhân 100. 15 chia 160 nhân 100 bằng 9,9,375. Cái khả năng là lấy một chữ số thập phân này, lấy xấp xỉ 9,2% đi. 9,2%. Tiếp theo là cứ như vậy thì 38 50 tiếp theo là cái 38 của động viên tiếp theo thì nó sẽ là 38 phần 160 nhân 100 38 chia 160 nhân 100 bằng 23,75 thì cho 23,8 23,8 phần trăm 50 50 thì nó bằng 50 160 nhân 100 50 1 6 10 nhân trăm bằng 31,25 cho là 31,3. Cái tương đối này nó rất là nguy hiểm đó. Nó chỉ tương đối các bạn, tương đối đó, không thì trong những cái lĩnh vực quan trọng chúng ta phải tuyệt đối chơi tương đối.
27 thì sẽ là 27 160. Vì cái làm tròn nhiều khi nó khó. Quy tắc làm tròn thì các bạn biết rồi, đi bán dơm thì nó rẻ đúng không? Thì có thể là bán đống dơm thì cho đống dơm bình thường. Thế nhưng bán vàng, bán đống vàng cho đống vàng thì thôi. Cái quy tắc làm tròn tôi nghĩ là không thể áp dụng vào bất cứ quy tắc gì. Nó tùy theo giá trị của cái thứ thì chúng ta làm tròn. 27 chia 160 nhân với 100. 16,8 là 16,9. 16,9 phần trăm. Và tiếp theo là 20 thì ta sẽ có 20 phần 160 nhân trăm. Đây, 10 chia 160 nhân trăm bằng 12,5%. Và cái cuối cùng ấy, thì bao giờ chúng ta sẽ phải lấy 100 trừ đi thì nó mới chuẩn. Thì nó đã tương đối ở hầu hết phần trên rồi mà. Cho nên để muốn là số nó đẹp thì chúng ta phải như thế, chứ không cộng vào nó lại không ra 100%. Nên ta lấy 100 trừ đi 9,2 trừ đi 23,8 trừ đi 31,3 trừ đi 16,9 trừ đi 12,5 bằng 6,3%. Cái 10 này là 6,3%. Đây là tôi ước ra. Thế còn cái việc này chúng ta thậm chí là không cần phải làm, chúng ta có hoàn toàn có thể làm đấy nhé. Thế sau đó thì mình vẽ một cái bảng mới theo cái bảng này, nhưng mà mình xóa cái này đi, mình vẫn để trên, và cái bên trên mình vẫn để nguyên, mình xóa hết số đi, mình thay bằng phần trăm. Ở đây tôi lười, tôi không vẽ cái bảng mới nhá. Thì các bạn là vợ là phải vẽ ra cái bảng mới. Thế xong mình điền vào đây. Thứ nhất là chúng ta điền ở đây là tần số tương đối. Tần số tương đối với tắt. Thì số cổ động viên phải chờ từ 0 đến 5 phút để mua vé là 9,2%. Ước tính thôi. Nó không tuyệt đối. Chờ từ 5 đến 10 phút là 23,8%. Chờ từ 10 đến 15 phút là 31,3%. Chờ từ 15 đến 20 phút là 16,9%. Chờ từ 20 đến 25 phút là 12,5%. Và chờ từ 25 đến 30 phút là 6,3%. Đấy là xong cái bảng tần số tương đối ghép nhóm. Cái thứ hai là vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê thu được của QE. Nếu dạng đoạn thẳng thì ta sẽ không vẽ một phần trăm, mà ta sẽ vẽ các cái con số kia. Vẽ các cái con số. Ý B mình lại phải lấy lại các con số để mình vẽ. Ta sẽ dùng biểu đồ đoạn thẳng. Đoạn thẳng đúng không? Biểu đồ đoạn thẳng. Biểu đồ đoạn thẳng. Thứ nhất là
Thời gian mình cho cái cột ngang này đi. Thời gian tính bằng là phút, thì nó, và cái cột này là số cổ động viên là tính bằng người, nó có bao nhiêu người, con số là 10, 15, 20, 27, 50, 38, 50. Thì ở trên này tôi nhắc lại là chúng ta dùng thước để mà đo chính xác, để chia chính xác. Thế còn ở đây là tôi chia 10, vì tôi nhìn phát để cho các bạn làm thôi. 10 xong đến 15, 15 xong đến 20, 20 xong đến 27, 27 rồi đến 38, 38 rồi đến 50, kiểu như thế. Nên các bạn phải chia chính xác. Ở đây từ 0 đến 5 là 15, 15 đóng sao cho vẽ một cột. Biểu được cột này là cái nhóm cổ động viên phải chờ từ 5 cho đi từ 0 cho đến 5 phút. Đến dưới 5 phút này. Tiếp theo là 38. 38 người là cái số cổ động viên phải chờ từ 5 phút cho đến dưới 10 phút. Tiếp theo là 50 là cái số cổ động viên phải chờ. Số cổ động viên phải chờ từ à chết rồi. Biểu đồ lại đoạn thẳng a à, biểu đồ đoạn thẳng cái biểu đồ thì cột hết rồi. Biểu đồ này là biểu đồ đoạn thẳng chấm một cái vào đây. Ở bên dưới này là 0 cho đến dưới 5 phút. Tiếp theo là 38 cổ động viên phải chờ. Cho một chấm vào đây, xong nối về đây. Chờ từ 5 cho đến dưới 10 phút. Tiếp theo là 50 cổ động viên phải chờ từ 10 đến 15 phút. Từ 10 đến dưới 15 phút. Nắm đây. Tiếp theo là có 27 cổ động viên phải chờ từ 15 phút cho đến dưới 20 phút. Tiếp theo là có 20 cổ động viên phải chờ. Từ 20 đến 25 phút. 20 đến dưới 25 phút. Và cuối cùng là từ 25 đến 30 phút là 10 cổ động viên. Là phải chờ từ 25 đến dưới 30 phút. Đó. Nó là như vậy. Hết bài 7.21. Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các bài tập. Gieo một con xúc xắc 50 lần cho kết quả như sau. Số chấm xuất hiện một chấm là 8 lần, 2 chấm là 7 lần, 3 chấm là không biết bao nhiêu lần, 4 chấm là 8 lần, 5 chấm là 6 và 6 chấm là 11. Tần số xuất hiện của mặt 3 chấm là bao nhiêu? Thì cái này dễ thôi.
Ta biết là tổng là 50 lần thì cộng bên dưới thì nó phải bằng 50. Thì cái hỏi chấm kia nó sẽ là 50 trừ đi 50 trừ đi 8 trừ đi 7 trừ đi 8 nữa trừ đi 6 trừ đi 11 thì nó còn 10 lần. Như vậy ở cái chỗ hỏi chấm này sẽ điền là 10 để cho nó đủ 50. Tổng bên dưới này thì nó phải bằng 50 mà. Cái chỗ này là 10 này. Vì tổng của nó phải bằng 50. Nên đáp án là ý B. Tần số tương đối xuất hiện của mặt 5 chấm. Của mặt 5 chấm. 5 chấm đây là tần số là 6. Như vậy phần trăm của nó sẽ là 6 phần 50 nhân trăm. Thì ta có 100 chia 50 được 2, 26, 12 nó bằng 12%. Đáp án là ý C này. Để biểu diễn bảng thống kê trên không thể dùng loại biểu đồ nào sau đây? Biểu đồ tranh. Biểu đồ tranh được mà. Ví dụ vẽ cái mặt cười ấy. Tần số là 88 cái mặt cười, 7 cái mặt cười hoặc là vẽ 7 con khỉ. Được. Biểu đồ tần số dạng cột. Cột quá ok, cột cao, cột thấp, cột 7, cột 8. Biểu đồ đoạn thẳng, ok. Biểu đồ cột kép, ở đây thì chả hiểu cột kép này. Đáp án là ID. Tại sao lại phải dùng cột kép? Ở đây thì mỗi một cái chấm đó thì là một cột đơn thôi, kép là nó. Bảy chấm hai năm cho bảng tần số tương đối ghép nhóm về thời gian đi từ nhà đến trường của học sinh lớp 9A như sau. Cái số học sinh mà nó đi từ nhà đến trường mất từ 0 cho đến dưới 10 phút ấy, là 20%, từ 10 đến dưới 20 phút là 55% và từ 20 đến dưới 30 phút là 25%. Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm đoạn thẳng, ta dùng giá trị nào đại diện cho nhóm dữ liệu từ 10 đến 20 phút? Sao lại ta dùng để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng? Biểu đồ tần số tương đối với những đoạn thẳng à, dạng đoạn thẳng thì mình phải chuyển về số chứ không để phần trăm, cho nên là cái chuyện này mình sẽ tính tính thì ta sẽ có ở cái chỗ từ 10 đến 20 là 55% đúng không? 55% của bao nhiêu? Làm sao mình biết được nhỉ? Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng, ta dùng giá trị nào đại diện cho 20% là 1 phần 5? Ta chuyển hết về phân số đi xem. Hoặc là ta chia 10, 15, 20 hay là 30. Cái bài này lạ lạ nha. Đây cứ để đưa đưa hết về phân số rồi. 55% là bao nhiêu? 55 chia 100 bằng 11 phần 20. 11 phần 20. 25% là 1/4. Rồi ta chia tất cho cái số bé nhất xem. Chia tất cho cái số bé nhất là số 1 phần 11 phần 20, có bé nhất không? Là lớn nhất chứ.
bé nhất là 1/5, là 1/5 chia 1/5 người ta cho làm bột. Một là ta chia thì chia tất cho 20% được, 20% ta coi là một đi, thì 50 năm mình chia cho 20 luôn đi, sẽ bằng là 2,75. 2,75 và 25 mình chia cho 20. 25 mình chia cho 20 bằng 1,25. 1,25. Bởi vì ở đây nó không biết là tổng số học sinh của cái lớp 9A này là bao nhiêu, cho nên nhưng chúng ta vẫn vẽ được, vẫn vẽ được cái, tức là ta nhìn cái tỷ lệ tương đối của bọn nó với nhau ấy, thì ta vẫn vẽ được. Ví dụ như là cái số học sinh phải chờ từ 0, từ 0 cho đến dưới 10 phút, à đi từ nhà trường mất từ 0 cho đến dưới 10 phút, thì đâu đó nó vào, nếu tính là một, là một, thì cái số học sinh nó phải đi mất từ 10 đến 20 ấy, thì nó là 1,25, nó nhiều lên. Và cái số học sinh nó đi kia là nó, à đâu, 2,75 cơ mà. 2, cái số học sinh mà phải chờ từ, mà phải đi mất từ 10 cho đến dưới 20 phút là phải mất từ 1, 2 cho đến 2,75 là nó gần 3. Cái số học sinh này nó là tận đây, nối lên. Và cái số học sinh nó đi mất từ 20 cho đến dưới 30 phút thì là 1,25. Còn đây là 2,75. Đó. Thì nó vẽ vẫn vẽ được như thế, nhưng mà nó chỉ có tỷ số tương đối của chúng nó với nhau thôi, tỷ số với nhau, chứ chúng ta không biết là chính xác là bao nhiêu học sinh. Tôi chỉ biết là anh có 20% rồi, là 55% rồi, 25%, tức là như vậy thôi. Đấy, còn hay là bên trên nó cho lớp 9A này có bao nhiêu học sinh thì làm gì có nhỉ. Gieo một con chắc chắc cái bài 724 thôi. Đúng rồi, cái này thì chịu thôi. Để vẽ. À, nhưng mà trong đáp án thì nó lại hỏi là 12, 15, 20, 30. Để vẽ biểu đồ tần số tương đối với nhóm đoạn thẳng, ta dùng giá trị nào đại diện cho nhóm số liệu từ 10 đến 20? 10 đến 20 là 55%. Ủa? Chơi gì cái độc lạ nhỉ? Nó chả hiểu gì cả. Dùng con số nào? Làm sao mà về được các con số này? Tổng thì chả cho là bao nhiêu? Đùa nhau đi. Làm sao mà học sinh nó biết đưa về con số nào? Thế gọi, gọi gọi lớp 9 này là có 100 học sinh đi. À, hay là mình sẽ đoán theo cái kiểu số học sinh của lớp thì nó không có quá đông, nó biết đâu được có những lớp lên cả nghìn thì sao? Cái này không ai quy định được. Nếu mà để đoán thì ta sẽ có là gọi tổng số học sinh của lớp đó là A đi. Tổng số học sinh của lớp đó là A. Thì
thì ta sẽ có là 55%, 55 phần 100 nhân với A của A đấy bằng bằng 10, 15, 20, 25, 30. Tôi cho thử bằng 10 nhé. Xem lớp đó có bao nhiêu học sinh. 100 nhân 10, 1.000, 1.000 chia 5 năm. Bằng 18 học sinh, chả có cái lớp nào có 18 học sinh. Bây giờ là đến không bằng 10 nữa, bằng 15. Bằng 15 thì ta sẽ có là 100 nhân 15 chia 5 năm. 100 100 nhân với 15 chia cho 5 năm bằng 27 học sinh, cũng đầy lớp có 27 học sinh. Còn nếu mà bằng 20 thì nó là 100 nhân với 20 chia cho 5 năm. Lớp này có 36 học sinh, đáp án 20 là thế khá ổn. Thế còn 30 thì sửa cái 20 thành 30. Nào lớp này nó lên tới 54 học sinh, cũng đầy trường lên đến 54 học sinh. Tóm lại đáp án thì là 20 là phù hợp tầm 36 học sinh. Tuy nhiên là chả có ai quy định cả. Chả quy định cả. Và chả hiểu là ở đây nó hỏi cái khỉ rõ này, tôi chả hiểu cái bài này. Cái bài này tôi để lại. À, nếu mà để mà theo thông thường một lớp để đi thi thì sẽ đoán để cho nó giống cái người chấm là 20. Thế còn tôi sẽ xem lại xem trên mạng người ta làm như thế nào, và cái bài này là cái người ra đề ý của người ta muốn cái gì, hoặc là hay là tôi không hiểu về cái lý thuyết này. Tí nữa tôi sẽ để sau nhé. 7.26 biểu đồ tần số ghép nhóm cho biết tỷ lệ chiều cao của các cây keo do một kỹ sư lâm nghiệp trồng trong nhà kính. Tỷ lệ chiều cao các cây keo trong nhà kính là sao? À, bây giờ mình ươm giống đấy hả? Mình ươm giống để mình bán. Thì sau bao nhiêu ngày đó thì mình xem cái thành quả của mình ấy. Cái bọn mà cao có dưới 10 cm ấy, ui trời, chiếm 10%. Cái bọn mà cao từ 10 đến 20 á, là 20%, bọn từ 20 đến 30 là 40%, và bạn cao 30 đến 40 là 30%. Như vậy thì cũng không đồng đều, cũng lỏng quẻng lắm nhỉ. Như này tách đã bán rất là khó, bán rất là khó. Tỷ lệ gieo giống như này là không đồng đều, tách ra mới được 40% và 30% được 70%. 70% kia bán được, thế còn lại cái 30% kia là 30% tồn là rất cao các bạn, thấp là không bán được hoặc là bán giá nó rẻ, người mua người ta không thích. Thế bây giờ chúng ta kẹp vào thì rõ ràng lại phải mất cái công đi đi chia, khá là vất vả. Thế còn lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn. Lập bảng tần số thôi thì có mỗi lập bảng thôi, thì mình lập tần số tương đối thì cứ thế mà viết mà thôi. Tỷ lệ chiều cao, một cái là chiều cao, một cái là tần số tương đối, thế thôi.
chiều cao từ 0 cho đến dưới 10, thì tần số tương dưới 10, tần số tương đối của nó là 10%. Từ 10 cho đến dưới 20, tần số tương đối của nó là 20%. Từ 20 cho đến dưới 30, tần số tương đối của nó là 40%. Và từ 30 cho đến dưới 40 cm là của nó là 30%. Đấy là cái bảng nó thiếu từ cả xuống dưới, là hết cái bài 7.26. Bảy chấm hai bảy lại lại giống keo, chiều cao từ 0 đến 10 xăng là 5 cây, 10 20 là 9 cây, 20 30 là 4 cây, 30 40 có 2 cây. Vẽ biểu đồ tần số tương đối kép nhóm dạng cột. Vẽ biểu đồ dạng cột. Lên đất. Vẽ. Biểu đồ tần số tương đối các nhóm dạng cột. Dạng cột nhé. Thì ta sẽ có ngay là chiều cao là cột này, là cột chiều cao, còn cái cột này là số cây. Chiều cao từ 0 đến dưới 10, biểu đồ dạng gì đấy? Vẽ biểu đồ tần số tương đối nhấp nhóm dạng cột. Thì là chiều cao từ 0 cho đến 10, cho đến dưới 10 cm là có 5 cây, 2 4 5 9, 2 4 5 9, 5 cây. Đây biểu đồ cột này. Cột thì vẽ cho nó một cái cột có 5 cây trong cái tầng này, chiều cao này có 9 cây này, cao từ 10 đến 20, 9 cây 10 đến dưới 20 có 4 cây. Có 4 cây nhỉ? Từ 20 đến 30, 20 đến dưới 30 và có 2 cây là cao vút lên được từ 30 đến 40. Cái này thì khiếp quá à, cao gần nửa mét. Đó. Rồi ý B là từ biểu đồ vừa vẽ và biểu đồ cho trong bài tập 7.26.
lại còn thế nữa. Hãy so sánh chiều cao của các cây keo được trồng trong nhà kính và trồng ngoài trời. Trồng ngoài trời thì cây cao nhất là cao, có cây cao đến 40 cm, có cây thì cao đến 30 cm, 20 cm. Thế còn cái lúc lẫy ở cái bài kia thì cao được bao nhiêu? Cao được cũng 40 thôi. So sánh thế nào? So sánh thì tính tỷ lệ phần trăm thôi. Trong nhà kính mà. Nhà kính thì 40% cao từ 20 đến 30. Còn lại là 30% từ 30 đến 40. Và thấp nhất cũng là 10, thậm chí có dưới 10. Thế bây giờ cái biểu đồ bên này thì sao? Cũng dưới 10, cũng 10 đến 20, cũng 20, 30, 30 đến 40. Thì cái này là từ 10 đến 20 là đông nhất. 10 đến 20 là nhiều nhất. Và cái tỷ lệ cây thấp cũng cao đây này. Tỷ lệ, thế phải chia ra phần trăm thì so sánh nó mới dễ. Thứ nhất là cái ông từ 0 đến 10, từ 0 đến 10 là bao nhiêu phần trăm? Là tổng ở đây là bao nhiêu? Tổng ở đây là 9, 2, 11, 4 năm là 9, 20, tổng là 20. Thế thì cái này 5, 5, 5 phần 20 là 1 phần 4 là 25%. Trong khi nào, nhưng mà cái ông này bốc có 20 cây thì cái đại diện chỉ rõ, nhưng mà so sánh nó phải 1.000 cây, 2.000 cây, bốc có mấy cây thì so sánh cái gì, đúng không? Cái bài này không không có giá trị gì. Mấy cây này ông bốc ở cái chỗ góc vườn đi xem nó đại diện làm sao được cho cả vườn. Rồi thì bài tập thì cứ làm 10 cho đến 20 là 9, 9 phần 9 phần 20, 9 phần 20 là xấp xỉ 10, phần xấp xỉ 50%. Tôi cứ cho làm bừa đi. Bây giờ 4 phần 20 là 20%, là 20, 30 này, 20%. Thế còn ông 2 phần 20, 30, 40 là 2 phần 20 là 1 phần 10, 1 phần 10 là 10%. Nó thấy cộng vào làm sao ra được, làm sao ra được là 100 được. Xem nào, 20, 10, 80 thừa 100% được. Sao lại thế nhỉ? Thế thì cái chỗ 50 này chỉ rút xuống 45%. 45% thì ta có là 30, 70, 100, 45%. Thì ta sẽ có là so với bên kia thì bên biểu đồ kia kìa, thì cái cây cao từ 20 đến 30% là nhiều nhất, à 20 đến 30 cm là nhiều nhất. Thế cái bên này thì là bao nhiêu? Bên này lại không phải thế, bên này là 10 đến 20 cm là nhiều nhất, chiếm tới 45%. Và cái cây như vậy là cây cây trồng trong nhà kính ấy, nó cao hơn, nó đảm bảo hơn, đúng không? Nó cao hơn, nó cái tỷ lệ của nó là cái tỷ lệ mà đấy, cái tỷ lệ cao từ 20, 30 và 30 đến 40 này nó cao hơn này, nó chiếm tới 70% số cây cao. Trong khi là trồng ở ngoài trời ấy, thì số cây thấp chiếm mẹ đến 49 cộng 25 là lên 70%, 70% cây thấp, còn lại 30% cây cao. Như vậy trồng trong nhà kính thì cây nó bóng lên, nó thiếu ánh sáng thì nó bóng lên, chắc thì nó đã khỏe, nó bóng lên đấy, cứ cho nó thiếu ánh sáng người mua sướng, nhìn cây nó cao vút đẹp, nó đảm bảo nó không bị mưa nắng.
tỷ lệ nó tốt hơn. Nói tóm lại là cây trồng trong nhà kính nhất có chiều cao tốt hơn là cây trồng ngoài trời. Cây trồng ngoài trời chiều cao kém hơn, là tất nhiên là mọi thứ ở trong cái kính thì nó hơn là như vậy. Cái phần 7.28 loại này năm nay lớp 9 cho lắm biểu đồ thế nhỉ, làm luôn mờ cả mắt. Tỷ lệ học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của trường là làm gì, có trường nào làm được cái điểm này? Có 500 học sinh tham gia bình chọn, kinh. Vẽ biểu đồ quạt tròn của tần số tương đối trên, vẽ luôn. Chúng ta biết là cứ hình quạt tròn là bằng 3, một hình tròn là bằng bằng 360 độ. Tôi cũng chẳng hiểu sao phải đưa chữ quạt vào. Vẽ cái biểu đồ này là biểu đồ hình tròn tròn đủ, xong rồi quạt hay là vẽ thành các cái quạt, chả hiểu. Ngày xưa hình như chỉ dùng mỗi cái chữ là hình tròn, bây giờ thêm cái hình quạt tròn. Quạt thì ngày xưa là mình chỉ quạt những cái quạt này thôi này, đấy, chứ không phải tròn như này. Thì 30% thì chúng ta biết là mỗi một cái phần trăm này là 3,6 độ. Cho nên ví dụ như 10 là 36 độ. 36 độ là lấy đo độ ra. Đo được 36 độ. Đây là của thằng An. Đấy là cái này đo thương đo là 36 độ. An thì thua rồi. Ở đây là thằng nào thắng rồi. Cũng chênh chênh nhỉ. Nó Huy với Thảo sẽ Thảo được có ông vàng. 25% là 1/4, 25% cũng chả cần phải đỗ nữa. 25% thì mình lấy 1/4, như vậy Minh là sẽ chiếm 1/4 đúng không? Đấy, thế còn 30 thì 30 nhân 3,6, 3,6 độ cho 1% mà thì là 3,6, 30 nhân với 3,6 bằng 108 độ. 108 độ thì thằng đây là 108 độ. Các bạn có đo độ, các bạn đo, nhưng gần đây thì tôi phát họa thôi là Huy, và còn lại là của thằng Thảo. Ôi chết cha, cái này thằng Huy to hơn cả thằng Thảo. Vẽ này nó không chính xác đúng không? Thảo phải to nhất. Thảo là cái thằng mà nó sẽ được xuất sắc nhất. Thế còn lập bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Tức là mình phải chuyển phần trăm về số học sinh để mình vẽ. Sau đó mình xóa cái bảng phần trăm đi, mình điền số học sinh vào đấy. 30% của 500 là bao nhiêu em đúng không? 30% thì tương ứng với lại bao nhiêu? Khoảng, bởi vì cái này không còn chính xác nữa đâu. 30% của, tức là cái nhân với 500 học sinh thì nó bằng 150 em. 150 10% là bằng 50. 500 chia 10 25% thì là bằng 1/4. 5 chia cho 4 120 ạ. 500 chia cho 4 125, 125 và 35% là bao nhiêu?
35% của 500. 35% nhân với 500, 175 học sinh. Sau đó thì mình vẽ lại cái bảng này, mình thứ nhất là mình xóa cái này đi, là không còn tỷ lệ nữa, mà đây là số học sinh mình chọn, bỏ cái chữ tỷ lệ mình thay bằng con số, nhưng là số học sinh mình chọn. Số thằng Huy chết cha rồi, quên bố tỷ lệ Huy là bao nhiêu, An bao nhiêu, Thảo rồi. Thì bạn nhìn về đây, thằng Huy là 30, 30, 25, 10, 35, 30, 25, 10, 35. À, theo đúng tỷ lệ mình để đấy rồi, kia chắc đó. 30, 25, 30, 25, 10. Và 35. Đó. Đấy là số người mình chọn cho mỗi cầu thủ như vậy là xong cái B rồi. Ok, nên mình tạm dừng ở đây vậy.